Kính chào quý vị khán giả. Mỗi nước châu Âu khi tăng thuế đánh vào nước ngọt đều tuyên bố là mục đích chính là làm giảm số người mắc bệnh do tiêu thụ quá nhiều đường. 3 năm đã trôi qua kể từ khi Vương quốc Bỉ tăng thuế đối với nước ngọt. Tổng kết mà tờ Le Soir đưa ra cho thấy, mục đích chính là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thì chưa đong đếm được. Nhưng mục đích khác là tăng thu ngân sách thì đã thành công mỹ mãn. Theo biểu đồ trên tờ báo này, năm ngoái thuế đánh vào đồ uống có đường mang về cho ngân sách nước Bỉ xấp xỉ 175 triệu euro, gấp hơn 3 lần so với năm 2015 và cao hơn cả tổng số thuế thu được từ rượu vang. Một chai Coca lít rưỡi có giá bán 2 euro 8 xu, thì trong đó có tới 45 xu thuế các loại, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môi trường đánh lên vỏ chai nhựa. Tổng cộng các loại thuế chiếm tới 1/5 trị giá chai nước ngọt. Tại châu Âu có nhiều nước áp thuế cao lên đồ uống có đường mà mới đây nhất là nước Anh từ tháng 4 năm ngoái. Tờ Svenska Dagbladet của Thụy Điển cho biết là nước Anh áp thuế theo công thức hàm lượng đường mà cao hơn 5g trong 100ml thì mỗi lít nước ngọt sẽ phải cõng thêm 18 xu thuế. Thế còn nếu cao hơn 8g thì thuế lên tới 24 xu. Vẫn theo bài báo, Bồ Đào Nha áp thuế này từ năm 2017 và ngay trong năm đầu tiên đã thu được 80 triệu euro thuế bổ sung cho ngân sách y tế. Na Uy là nước đánh thuế nước ngọt và thực phẩm có đường sớm nhất từ cách đây 30 năm. Thuế cao có làm cho người tiêu dùng thấy nản mà uống ít nước ngọt hơn hay không? Câu trả lời là có, nhưng mà tùy theo từng nước. Tờ Diario de Noticias của Bồ Đào Nha viết, năm ngoái, mỗi người Bồ Đào Nha đã tiêu thụ 60 lít nước ngọt, tương đương với 3,3 kg đường tinh luyện vào người, tức là thấp hơn so với năm trước đó khi mà thuế đánh vào nước ngọt còn chưa được áp dụng. Bài báo trích một nghiên cứu khẳng định là tiêu thụ đường giảm vừa do người Bồ Đào Nha thay đổi thói quen tiêu dùng, uống ít nước ngọt hơn, lại vừa do các hãng sản xuất đưa ra những sản phẩm có hàm lượng đường thấp hơn để mà tránh thuế. Quay lại Vương quốc Bỉ, vẫn theo tờ Le Soir, thuế đánh vào nước ngọt tăng mạnh trong năm đầu tiên 2016 thì đúng là đã làm cho tiêu thụ nước ngọt trong năm đó đột ngột sụt giảm. Nhưng rồi năm ngoái khi mà thuế tăng thêm nhiều nữa thì lượng nước ngọt tiêu thụ không những không giảm mà lại còn tăng. Đây là tin tốt cả cho ngân sách công của Vương quốc Bỉ lẫn cho các hãng sản xuất nước ngọt. Thế còn tỷ lệ người béo phì có vì sắc thuế này mà giảm hay không thì chưa thống kê được. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Bruxelles, Vương quốc Bỉ.